Úp sọt giòm và cái kết. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của giòm nha. Đồng đội số 1 bị nắc rồi mọi người ạ. Ping vị trí tể le hột me luôn mà. Giòm đầy lẹ qua hỗ trợ đồng đội. Lúc nãy quên lượm ván trượt, chạy bộ hơi lâu mọi người ạ. Giòm đắc 1. Giòm đắc 2. Địch phản đêm đau thật mọi người ạ. Vẫn còn tiếng súng, team địch còn ít nhất 1 đến 2 tên. Giòm vả vài trái nét để địch ù tai, rồi giòm bơm máu. Ủa, lác lác kiểu gì ấy nhỉ, sao lại bơm máu không được? Chắc team địch cứu lại được hết rồi. Mọi người mua tai nghe gaming và quạt tản nhiệt sau lạnh ủng hộ giòm với nhé. Còn trái nét cuối cùng, mong là nắc được 1, giòm đầy luôn. Không nắc cũng buộc phải đầy thôi ạ, bò thù đến đít rồi. Số 1 hồi sinh quay lại trả thù kia mọi người. Rồi, lại bốc hơi luôn rồi. Pha này căng rồi mọi người ạ, đến tận 2 tiếng chân. Dấu chân hiện tè le trên màn hình kia mọi người. Thấy dòm một mình, địch đầy ẩu. Dòm nắc thêm 1. Dòm xin nha, dòm cờ liên nguyên tim. Còn đợi gì mà không nhấn cho dòm một like nữa ạ. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ.